Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Điểm tin 168 giờ của báo Lâm Đồng Điện tử. Chiều ngày 30 tháng 9 tại thành phố Đà Lạt, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Xuân Tiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức hội nghị công bố trao quyết định chuẩn y chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng nhiệm kỳ 2015-2020 cho đồng chí Trần Văn Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Thưa ủy quyền của Ban Bí thư Trung ương, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Tiến trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương về việc chuẩn y đồng chí Trần Văn Hiệp giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng nhiệm kỳ 2015-2020. Chúc mừng đồng chí Trần Văn Hiệp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng mong muốn trên cương vị trọng trách mới, tân Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng với Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng thực hiện tốt các nhiệm vụ, không ngừng nâng cao năng lực, uy tín, trách nhiệm, đoàn kết, phát huy nội lực, tư duy, tầm nhìn đột phá, dám nghĩ, dám làm, phấn đấu cùng tập thể thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin tưởng và sự ủng hộ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Lâm Đồng. Chiều ngày 1 tháng 10, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội nghị sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Hội nghị có sự tham dự của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng Đoàn Văn Việt, ông Cờ Mát, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Đại tá Nguyễn Bình Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành liên quan và các huyện, thành phố trong tỉnh. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đoàn Văn Việt đã ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của các cấp, ngành địa phương, của lực lượng vũ trang toàn tỉnh, đã góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân 10 năm qua. Để thực hiện công tác quốc phòng và xây dựng nền quốc phòng toàn dân thời gian tới đạt kết quả, đáp ứng yêu cầu đề ra, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các cấp, ngành, đơn vị, địa phương cần tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về quốc phòng và xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Trọng tâm là nghị quyết số 28 khóa 12 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tập trung đổi mới hình thức, nội dung tuyên truyền, tổ chức tốt ngày hội quốc phòng toàn dân hàng năm, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, thế trận làng xã vững mạnh, xây dựng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với nhân dân, xây dựng tình quân dân gắn bó hữu nghị, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng quốc phòng toàn dân. Quan tâm chăm lo xây dựng thực lực, tiềm lực quốc phòng, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, có sức chiến đấu cao, không để bất ngờ bị động trong mọi tình huống. Ngày 27 tháng 9, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đoàn Văn Việt chủ trì hội nghị trực tuyến toàn tỉnh với các sở ngành, đại diện lãnh đạo các ban, hội đồng nhân dân tỉnh, mặt trận và các địa phương. Theo đánh giá tại hội nghị, tình hình kinh tế xã hội của tỉnh Lâm Đồng trong 9 tháng đầu năm 2019 tiếp tục ổn định, phát triển, duy trì tốc độ tăng trưởng theo kế hoạch đã đề ra. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch Đoàn Văn Việt nhận định, trong thời gian qua, tỉnh gặp không ít khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, nhưng các sở ngành và địa phương đã tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ, nên kinh tế vẫn duy trì được mức tăng trưởng, đảm bảo theo kế hoạch. Qua đó, Chủ tịch yêu cầu sở ngành liên quan và các địa phương không để dịch bệnh lây lan, nhanh chóng hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại, khi hết dịch khẩn trương tái đàn. Trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng, Chủ tịch nhấn mạnh khẩn trương điều tra, đưa ra xét xử những vụ phá rừng, lấn chiếm đất rừng, đồng thời xử lý nghiêm cán bộ có liên quan. Đặc biệt, cần tập trung triển khai nhiều giải pháp nhằm đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách, giải ngân vốn xây dựng cơ bản, ít nhất đạt 95% trở lên trong tổng vốn đầu tư công năm 2019. Sáng ngày 2 tháng 10, đồng chí Đoàn Văn Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Lâm Đồng và đồng chí Nguyễn Văn Hiển, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội khóa 14 đơn vị tỉnh Lâm Đồng đã tiếp xúc cử tri phường Bờ Lao, thành phố Bảo Lộc nhằm chuẩn bị cho kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 14. Cùng dự tiếp xúc cử tri có đồng chí Nguyễn Văn Triệu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bảo Lộc. Sau khi nghe đại diện đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Lâm Đồng báo cáo những nội dung cơ bản của kỳ họp thứ 8, cũng như tình hình phát triển kinh tế của đất nước, của địa phương Lâm Đồng, cử tri phường Bờ Lao cơ bản thống nhất với những kết quả mà đất nước đã đạt được trong thời gian qua.
đồng thời nêu một số ý kiến, kiến nghị gửi đến đại biểu Quốc hội khóa 14 liên quan đến các lĩnh vực phát triển kinh tế, cơ sở hạ tầng, an sinh, phúc lợi xã hội, bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn giao thông ở địa phương. Phát biểu với cử tri, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 đơn vị tỉnh Lâm Đồng Đoàn Văn Việt cho rằng các ý kiến kiến nghị của cử tri phường Bờ Lao là chính đáng, cần thiết. Những ý kiến kiến nghị của cử tri ở tầm vĩ mô, đồng chí Đoàn Văn Việt ghi nhận, tiếp thu để kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Ngày 30 tháng 9, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy khóa 10, nhiệm kỳ 2015-2020 đã tiến hành kỳ họp thứ 27. Kỳ họp do đồng chí Dương Công Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì. Tại kỳ họp, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét kết luận việc kiểm tra công tác cán bộ đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Lạc Dương, Ban Thường vụ Huyện ủy Đạo Oai và Đảng ủy Sở Tài nguyên Môi trường. Tại kỳ họp thứ 27 này, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy đã giới thiệu để Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét bổ sung hai đồng chí vào Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy khóa 10, nhiệm kỳ 2015-2020. Cũng tại kỳ họp này, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét quyết định một số nội dung khác thuộc thẩm quyền. Nhằm hướng tới mục tiêu kết nối tiêu thụ sản phẩm, tăng cường hoạt động liên kết trong chuỗi cung ứng hàng Việt Nam, đồng thời hỗ trợ gắn kết bền vững giữa doanh nghiệp sản xuất và doanh nghiệp phân phối. Sáng ngày 26 tháng 9 tại thành phố Đà Lạt, Bộ Thông tin Truyền thông, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội nghị với chủ đề Phát triển doanh nghiệp công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp tại Việt Nam. Tham dự hội nghị có ông Phan Tâm, Thứ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông, ông Phạm S, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng, lãnh đạo các bộ và các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực công nghệ về ứng dụng trong phát triển nông nghiệp. Ông Nguyễn Kim Phúc, Phó Giám đốc Trung tâm Tin học và Thống kê cho biết, hiện tại, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong phát triển nông nghiệp tại Việt Nam đã có được những kết quả tích cực. Hệ thống thông tin xúc tiến thương mại đã cung cấp giá trong nước và thế giới của 14 nhóm mặt hàng như gạo, cao su, cà phê, hồ tiêu, hạt điều, chè, thịt các loại, thủy sản. Từ các cộng tác viên ở các chợ đầu mối chính tại 100 huyện và 20 tỉnh thành trên cả nước vào hệ thống qua thiết bị thông minh. Và hàng loạt các ứng dụng khác được triển khai trên cổng thông tin của Bộ thông qua các trang web về quản lý dự báo tình hình hạn hán, hệ thống theo dõi quản lý công trình trên đê và sự cố, hệ thống cảnh báo thiên tai Việt Nam được vận hành hiệu quả để giúp cho việc phát triển nông nghiệp gặp rất nhiều thuận lợi. Theo Thứ trưởng Phan Tâm, việc ứng dụng công nghệ nhằm giúp cho nông nghiệp Việt Nam có bước phát triển đột phá là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, và đây cũng là xu thế chung của thế giới. Vai trò của công nghệ thông tin luôn là một trong những nguồn lực quan trọng của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn, để hướng tới mục tiêu cuối cùng là nhằm nâng cao đời sống cho người dân. Đây cũng là thị trường rộng và mở, đầy tiềm năng với các doanh nghiệp công nghệ trong giai đoạn hiện nay. Quý vị và các bạn thân mến, ngoài những thông tin chúng tôi vừa điểm, tuần qua, báo Lâm Đồng còn nhiều tin bài quan trọng khác. Kính mời quý vị và các bạn quan tâm tìm đọc. Thân ái, chào tạm biệt.